Thực dưỡng hay còn gọi là thực dưỡng Osawa là hệ thống triết lý và thực hành của giáo sư người Nhật Bản George Osawa. Dựa trên những nguyên lý vô song của nền triết học phương Đông, điển hình là nguyên lý âm dương, Osawa đã tạo nên phương pháp dưỡng sinh từ thể chất đến tinh thần, gọi là thực dưỡng. Chế độ ăn uống này cố gắng cân bằng các yếu tố âm dương của thực phẩm và của dụng cụ nấu nướng. Thực dưỡng trong tiếng Anh là macrobiotic hoặc macrobiotic diet, là một thuật ngữ tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự trường thọ. Nguồn gốc của thực dưỡng. Mặc dù là người được đặt tên cho phương pháp này, song George Osawa lại không phải là người sáng lập đầu tiên. Người tiên phong khởi xướng cho phong trào này là tiến sĩ, bác sĩ quân y người Nhật Bản Sagen Ishizu. Sau Sagen Ishizu, ông George Osawa là người có công lớn nhất để truyền bá rộng rãi phương pháp này ra toàn thế giới. Cơ duyên đến với ông khi ông bị lao phổi và ruột kết vào năm 1911. Nhờ chế độ ăn uống do Sagen Ishizu khởi xướng, ông đã cải thiện được bệnh. Từ đó, ông dành cả phần đời còn lại để nghiên cứu thực dưỡng. Đến nay cũng đã hơn 100 năm ra đời và phát triển. Thực dưỡng đã được biết đến trên toàn thế giới và đã giúp rất nhiều người cải thiện bệnh khi áp dụng đúng cách. Nói về George Osawa. George Osawa tên thật là Sakurazawa Nioichi. Ông sinh ngày 18 tháng 10 năm 1893 và mất ngày 23 tháng 4 năm 1966. Ông là một triết gia người Nhật Bản và được nhìn nhận như người sáng lập ra những nguyên tắc và phong cách sống thực dưỡng. Khi còn ở Pháp, ông dùng nickname là George. Ông đã viết khoảng 300 đầu sách bằng tiếng Nhật và 20 đầu sách bằng tiếng Pháp, chủ yếu về sức khỏe và dưỡng sinh. Trong những cuốn sách của mình, ông đã viết rằng ông đã tự chữa khỏi bệnh lao nhờ việc ứng dụng các nguyên tắc âm dương và những hướng dẫn của Ishizu. Sau khi đến châu Âu để truyền bá những nghiên cứu của mình ở Paris, ông đã chính thức lấy tên là Osawa. Theo như cách phát âm trong tiếng Pháp, Osawa có nghĩa là tôi khỏe, như một câu trả lời cho câu chào hỏi bạn khỏe không. Vài năm sau đó, ông đã trở về Nhật Bản, thành lập một tổ chức và bắt đầu việc tuyển dụng cho hệ thống triết lý chính thức của ông. Năm 1931, ông đã cho xuất bản ấn phẩm The Unique Principle Explaining the Yin and Yang Order of the Universe, tạm dịch là nguyên tắc độc nhất giải thích trật tự âm dương trong vũ trụ. Trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai, ông đã bị bỏ tù nhiều năm, thậm chí là kết án tử hình hai lần vì tư tưởng chống đối chiến tranh của mình. Sau khi được thả tự do bởi đại tướng Mỹ MacArthur, ông đã chuyển viện nghiên cứu của mình đến một vùng núi hẻo lánh của quận Yamanashi. Những nghiên cứu của ông cũng một phần xuất phát từ những sự kiện trong thời niên thiếu của ông. Chính mẹ và các em của ông đã mất do ảnh hưởng trực tiếp của sự du nhập những quảng cáo về thực phẩm và thuốc phương Tây. Là một con người của tình yêu, sự thân ái, tính dịu dàng, muốn giúp đỡ những người bất hạnh và ốm đau, ông đã thành lập cả một bệnh viện, trong đó ông giúp đỡ khoảng 100 người ngày đêm, và một trung tâm dạy học, nơi mà bất cứ một người bất hạnh nào cũng có thể theo học với ông miễn phí và theo học về chế độ ăn uống, triết học của ông. Tuy nhiên, ông lại là một người rất kỷ luật và nghiêm túc. Những phê bình của ông đôi khi rất nghiêm khắc, đến mức các học viên không dám đến gần ông. Khẩu hiệu tâm đắc của Osawa là không vội tin và luôn nhìn lại bản thân. Vào những năm 60, ông đã rời Nhật Bản và chu du khắp nơi trên thế giới để giảng dạy và truyền bá những nguyên tắc của thực dưỡng. Hành trình này của ông đã tạo ra phong trào thực dưỡng trên toàn thế giới và đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân lấy lại sức khỏe và vượt qua bệnh tật. Người theo chế độ ăn thực dưỡng cần tuân thủ những nguyên tắc như: chỉ ăn khi đói, uống khi khát, ăn chậm, nhai kỹ trước khi nuốt. Chỉ dùng các dụng cụ nấu nướng và lưu trữ thức ăn làm từ thiên nhiên như gỗ, kiến. Tránh sử dụng các lò vi sóng, bếp điện từ. Dùng nước tinh khiết để nấu nướng hoặc uống. Tránh các loại gia vị, caffeine và đồ uống có cồn. Ngoài ra, người muốn theo thực dưỡng cũng cần phải đáp ứng các điều kiện sau: không cảm thấy mệt mỏi, luôn có cảm giác ngon miệng khi ăn, luôn cố gắng tạo giấc ngủ sâu và ngon, rèn luyện trí nhớ tốt, sống vui vẻ, cởi mở với mọi người, luôn giữ được sự bình tĩnh để có những quyết định sáng suốt trong công việc, phải có niềm tin tuyệt đối vào cách ăn uống đang áp dụng. Thực dưỡng chú trọng các loại thực phẩm hữu cơ của địa phương và các sản phẩm theo mùa. Có 5 nhóm thực phẩm chính trong chế độ ăn uống thực dưỡng bao gồm: ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, lúa mạch, yến mạch, các loại rau củ, các loại đậu hoặc sản phẩm từ đậu như tàu hũ, các loại rau biển như rong biển, tảo biển, trái cây, cá trắng và một số loại hạt cũng nên được tiêu thụ vài lần mỗi tuần. Chế độ ăn thực dưỡng bao gồm 10 giai đoạn, từ dễ đến cực kỳ nghiêm khắc. Bạn có thể tưởng tượng quá trình áp dụng cũng giống như đi lên những nấc thang, phải bắt đầu từ những nấc thấp, đơn giản, dễ thích nghi đến những nấc cao hơn, khó hơn nhưng hiệu quả càng nhiều hơn. Giai đoạn đầu tiên, người theo thực dưỡng sẽ ăn khoảng 10% gạo lứt, 30% rau củ xào hấp, 15% rau sống, 30% thịt, 10% canh, súp và khoảng 5% đồ ngọt tráng miệng.
tỷ lệ này cứ thế thay đổi dần theo từng giai đoạn. Và đến giai đoạn cuối cùng, tức là giai đoạn thứ 10, thì người ăn thực dưỡng hầu như chỉ ăn gạo lứt và uống nước lọc. Những trường hợp khỏi bệnh thực tiễn nhờ việc áp dụng thực dưỡng. Mike Benatovic, CEO của một bệnh viện cộng đồng ở Northeast Ohio, nhờ việc ứng dụng phương pháp thực dưỡng mà ông đã vượt qua căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, trong khi các phương pháp hiện đại khác bị bỏ tay. Jen Quincannon Stanchett, một nữ giáo viên ở Denver, Colorado, đã mắc chứng đau khớp nghiêm trọng mặc dù cô này có một lối sống rất lành mạnh. Cô ăn nhiều rau củ và tập thể dục thường xuyên. Cô tình cờ phát hiện ra phương pháp thực dưỡng sau khi dự đám cưới một người bạn và được chiêu đãi các món ăn chay làm từ gạo lứt và các loại đậu. Sau một thời gian kiên trì thực hiện, cô đã vượt qua được căn bệnh đau khớp của mình. Thông tin trong video được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng. Chúc các bạn có một cuộc sống vui khỏe